Hôm nay mình chia sẻ về thành phần và lợi ích đối với sức khỏe của hành lá nhé. Ăn hành lá làm sao cho tốt? Hành lá là loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hợp chất allicin có khả năng ngăn ngừa và làm chậm quá trình phát triển của ung thư. Thành phần chính của hành lá là nước. Một chén hành lá chỉ chứa 32 calo, chứa ít chất béo và không có cholesterol. Nó cũng ít đường hơn các loại rau khác như cà rốt, khoai tây và ngô. Thành phần dinh dưỡng của một chén hành lá bao gồm vitamin A gấp 2 lần khuyến cáo hàng ngày cho người lớn, giúp đông máu và giữ cho xương chắc khỏe. Cung cấp 2%, 5% nhu cầu vitamin C hàng ngày là một chất chống oxy hóa, giúp hạn chế tổn thương các tế bào lành mạnh trong cơ thể. Cung cấp khoảng 16% nhu cầu folate hàng ngày, loại vitamin có trong cấu trúc của các sợi ADN và đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai. Ăn hành lá có những tác dụng cụ thể như là cung cấp chất xơ dồi dào cho cơ thể. Cái lượng cung cấp chất xơ nó chiếm khoảng 10% lượng chất xơ hàng ngày của cơ thể chúng ta, tăng cảm giác no, giảm mức cholesterol, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch và các bệnh lý khác. Chống ung thư, hành lá và các loại thực phẩm một lá mầm khác có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày. Ngăn ngừa nhiễm trùng, chiết xuất hành, tỏi và các loại cây họ hành khác, nó là một cái loại thuốc giúp chúng ta tiêu diệt vi khuẩn, lấm và virus. Thế nên nó giúp chúng ta ngăn ngừa nhiễm trùng rất là tốt, bảo vệ cơ thể. Các loại rau trong nhóm hành này chứa chất dinh dưỡng thực vật, bao gồm các chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do là nguyên nhân gây ra ung thư và các bệnh liên quan đến tuổi tác. Hàm lượng chất chống oxy hóa giảm dần trong khi nấu, vậy nên tốt nhất là chúng ta nên ăn hành lá khi còn tươi nhất. Đông máu, hành lá có nhiều vitamin K có tác dụng chống lại thuốc làm loãng máu. Do đó nếu mình chúng ta đang sử dụng thuốc để ngăn ngừa đột quỵ, đau tim hoặc cục máu đông thì cần phải hỏi ý kiến bác sĩ tư vấn về hàm lượng hành lá có thể ăn trong ngày nhé. Còn một số lưu ý như là tỷ lệ mắc bệnh hoặc là chết vì viêm gan sau khi ăn hành lá bị nhiễm độc rất là hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra, nên khi ăn chúng ta cần phải sơ chế hành sạch hành lá nhé, và đóng gói cẩn thận nếu chúng ta muốn bảo quản lâu ấy. Và khi mà lựa chọn thì chúng ta phải chọn hành lá có lá giòn và màu sáng, không bị héo, không bị úa. Và khi mà chọn xong thì chúng ta phải cắt đầu hành đi cái phần rễ và rửa thật sạch, bỏ hết phần lá hỏng đi. Mình chúng ta có thể ăn được cả phần đầu hành trắng và phần lá nhé. Và lưu ý là chúng ta sẽ để trong tủ lạnh thì nó sẽ ăn được lâu dài hơn, nó sẽ không bị hỏng. Và thường được dùng để chế biến trong các món ăn làm salad, ăn sống, kết hợp với các loại rau nấu súp ạ. Và đấy là những chia sẻ của mình về hành lá. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.